xin được chào đón chị Kim Cúc sẽ trở lên sân khấu và tiếp tục điều hành chương trình. Xin mời chị. Lổ cây, lổ cây, lổ cây đúng không ạ? Em cũng đến đâu thì chỉ có lổ cây thôi. Thế okay. Nếu mà nói về kinh nghiệm chăm sóc cây thì tí nữa sẽ phải mời một số các anh chị, các anh là nghệ nhân ở đây như anh Nam Lê, và có một số anh em nữa sẽ nói về cách chăm sóc cũng như là nói về kỹ thuật trồng cây. Còn riêng với em Kim Cúc mà đến với làng cây chỉ là lổ cây thôi ạ. Và các anh em có thích lổ cây không ạ? Một tràng vỗ tay thì chúng ta bắt đầu lổ được không ạ? Lổ đây. Đúng không ạ? Rất thích đúng không ạ? Và chương trình lổ cây thì đương nhiên sẽ là em Cúc điều hành rồi. Và em cũng rất là hồi hộp vì ngày hôm nay được đến với cả lễ ra mắt nhà vườn của em Hội, anh Tính và anh Phương. Và một công việc quan trọng mà Kim Cúc thường hay làm tại tất cả các nhà vườn đó là gì ạ? Chuyển giao và bàn giao các tác phẩm. Và cả nhà mình có nhìn thấy không ạ? Theo Kim Cúc mỏi chân mà chưa thấy lổ đâu rồi. Của nhà vườn cực kỳ đẹp. Cả nhà mình đã nhìn thấy tác phẩm nào chưa? Và bà em xin mời chủ nhân cũ của tác phẩm có thể lên đây với em được không ạ? Ai là chủ nhân cũ của tác phẩm em đang đứng ở đây ạ? Đây rồi. Đâu ạ? Mà ngày hôm nay, buổi chiều ngày hôm nay và một tác phẩm cực kỳ vời đã được chuyển giao ngay lúc này vào một ngày buổi lễ rất là tuyệt vời. Anh Tuấn ơi, anh cảm thấy thế nào chứ mà Kim Cúc cũng phải cây của Kim Cúc đây, nhưng mà run vô cùng và hồi hộp khi mà một tác phẩm nó sừng sững đứng ở đây như thế này. Anh có đôi lời gì về tác phẩm của anh và ngày hôm nay anh cho chuyển giao cho em Hội như thế nào ạ? Lại một siêu cây được bù lổ đây rồi. Thực sự ra thì cái tác phẩm của mình cũng chưa được nhiều năm rồi, mà mình cũng gắn bó chăm sóc lâu nay rồi. Nên là cái chính là một trong những người yêu đây và thương mến nhất tác phẩm này, thì đã vượt qua nhiều người đấy. Kể cả khi chúng tôi gặp những người cũng như là những chiếc tâm hồn của mình lên. Thế nên thì thay mặt của mình là mình chúc cái tác phẩm những người được tỏa sáng. Một tràng vỗ tay dành cho anh Tuấn Trẻ Hải Dương đúng không ạ? Và bây giờ em Hội cảm thấy thế nào khi mình được sở hữu một tác phẩm xuất sắc như thế này? Hôm nay em rất là cảm ơn anh Tuấn đã được cho em một tác phẩm rất quý. Từ trước mắt thì em cũng biết nói gì, xin cảm ơn anh. Và sau đó thì em rất chân thành tất cả mọi người đã đến dự cái ra mắt nhà vườn và em được sở hữu tác phẩm này thì em cũng xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người. Chào mọi tay thật lớn và bây giờ em sẽ bước ra bên cạnh và một cái đã bắt tay thật chặt, chúng ta cùng vỗ tay thật lớn đúng không ạ? Và bây giờ em sẽ là người chủ sở hữu chính thức cho tác phẩm rất là tuyệt vời của buổi hôm nay ạ. Em một tràng vỗ tay nữa thật to, thật là to để chúc mừng cho hai anh được không ạ? Một tràng vỗ tay thật lớn nữa đúng không ạ? Và chúc mừng anh Tuấn Trẻ rất nhiều và chúc mừng em Hội đã sở hữu một tác phẩm rất là tuyệt vời. Anh Tuấn Trẻ đã bàn giao cho tác phẩm này của ngày hôm nay. Mọi người có hồi hộp chờ đợi không ạ? Cảm ơn anh Hội và cảm ơn em Hội và cảm ơn anh Tuấn Trẻ rất nhiều. Một tác phẩm đó là tác phẩm Xúc Túc do anh Huy Rồng bàn giao cho anh Thành Cao Bộ. Anh Huy Rồng và anh Thành Cao Bộ đang ở đâu ạ? Sẽ đến cái xuống thôi. Anh Huy Rồng đang ở đâu ạ? Ai thì anh Huy Rồng đẹp trai nhất Hà Đông đây rồi. Người đâu rồi? Anh qua tác phẩm của cây xung rất là đẹp. Và xin mời các kênh YouTube cũng như các anh chị em cùng hướng mắt. Đây là lổ thứ hai trong ngày hôm nay đây rồi. Anh bàn giao cho anh Huy Rồng đúng không ạ? Và đây là tác phẩm của anh Thành Cao Bộ bàn giao cho anh Huy Rồng trong buổi chiều ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay thật lớn, chúng ta cùng chúc mừng hai anh đã có một cuộc chuyển giao tuyệt vời trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Anh Thành ơi, đây là tác phẩm xung đúng không anh ạ? Nhưng mà em thấy cũng nhiều tác phẩm xung, nhưng mà tác phẩm xung này nó rất là lớn. Anh có thể kể một chút về tác phẩm xung này không ạ? Hôm nay là ngày rất vui, được anh Hội, anh Tính mời đến chia sẻ có một cái
thực ra thì mình là người xuất phát từ nông thôn và thích chơi cây từ năm 80 rồi. Và cây xanh này được sở hữu là nhiều ở trong Ninh Bình. Đơn thuần mà còn có tác dụng tu tâm dưỡng tính. Qua từng năm tháng mà hoàn tác tạo nên một tác phẩm nghệ thuật hướng người chơi tới thân chân thiện mỹ, cùng với phong trào phát triển cây cảnh trên toàn quốc và phong trào phát triển cây cảnh của tỉnh nhà, với kiến thức và sự am hiểu sâu rộng về các đặc tính của cây cảnh và đặc biệt có chung niềm đam mê nhiệt huyết cây cảnh nghệ thuật. Ngày hôm nay, ba thành viên của nhà vườn đã cùng nhau đứng lên thành lập và chính thức ra mắt tới toàn thể quý vị nhà vườn Hội Tính Vượng. Nhà vườn Hội Tính Vượng được tọa lạc tại địa chỉ số 12 đường Đoàn Kết, đối diện nhà văn hóa Hòa Bình, phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với diện tích trên 1.000 mét vuông. Nhà vườn Hội Tính Vượng đã và đang và sẽ được nhiều anh em trong giới yêu cây cảnh nghệ thuật biết tới bởi nguồn kiến thức am hiểu về đặc tính của cây, tham gia giao lưu với các anh em cùng chung niềm đam mê cây cảnh nghệ thuật trong và ngoài tỉnh thành trên khắp cả nước. Hiện nay, nhà vườn Hội Tính Vượng đã và đang sở hữu nhiều tác phẩm nghệ thuật giá trị cao về tính nghệ thuật cũng như giá trị cao về kinh tế. Điển hình đó là tác phẩm xanh cổ thụ với tên gọi Hồn Quê Đất Việt đang được trưng bày ngay tại trung tâm của nhà vườn mà quý vị đã được chiêm ngưỡng trước đó, mà Đức Chí tin rằng trong con mắt đầy nghệ thuật của quý vị thì quý vị đã nhận ra giá trị nghệ thuật và giá trị kinh tế của tác phẩm Hồn Quê Đất Việt. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, nhà vườn Hội Tính Vượng chuyên mua bán, trao đổi cây cảnh nghệ thuật, hứa hẹn sẽ là nơi kết nối những người cùng chung niềm đam mê về cây cảnh nghệ thuật. Đây cũng là nơi để quý vị có thể tới chiêm nghiệm, giao lưu, trao đổi về kinh nghiệm và kỹ thuật chăm cây. Nhà vườn Hội Tính Vượng luôn sẵn sàng rộng mở cánh cửa để chào đón quý vị tới tham quan, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với chúng tôi. Kính thưa toàn thể quý vị, về tham dự buổi lễ ra mắt nhà vườn Hội Tính Vượng hôm nay, chúng tôi vô cùng vui mừng và hân hạnh được đón tiếp các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, bạn bè, đối tác, cùng với đó là các quý vị có chung niềm đam mê về cây cảnh nghệ thuật. Xin được thay lời cho nhà vườn trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đã tới tham dự buổi lễ hôm nay. Sự hiện diện của quý vị đã góp thêm niềm vui, tạo nên sự thành công rất lớn cho nhà vườn Hội Tính Vượng và cũng là nguồn động lực vô cùng to lớn để chúng tôi tiếp tục học hỏi và phát triển trong tương lai. Và ngay bây giờ đây, thưa quý vị thân mến, chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng trọn tầm nhìn về phía khu vực sân khấu. Và đây sẽ là thời khắc không thể tuyệt vời hơn để chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý vị ba thành viên đồng sáng lập nên nhà vườn Hội Tính Vượng. Vâng ạ, chúng tôi vừa đã đồng sáng lập lên nhà vườn Hội Tính Vượng và sẽ mang đến cho tất cả quý vị một sân chơi để tất cả quý vị cùng đến đây giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và đồng thời sẽ trao đổi những kinh nghiệm của mình về kiến thức, về kỹ thuật chăm cây cảnh. Và ngay bây giờ đây, thưa quý vị kính mến. Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, và trong buổi chiều ngày hôm nay thì như lúc này đây, chúng tôi những người thực hiện chương trình có thể nhận thấy rằng có sự hiện diện rất đông đủ của tất cả quý vị quan khách quý, các quý vị đại biểu, các bạn bè, đối tác cũng như những người yêu cây cũng đã và đang có mặt tại không gian của nhà vườn. Vậy thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời một trong ba anh sẽ đại diện cho nhà vườn Hội Tính Vượng sẽ có những lời phát biểu cảm ơn đến sự hiện diện cũng như lòng nhiệt thành của tất cả quý vị khách quý. Xin... thứ nhất là xin cảm ơn tất cả các quý vị xa gần, anh em bạn bè yêu cây cảnh trên toàn quốc. Ngày hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2024, ba anh em chúng em là Hội Tính Vượng đã ra mắt một vườn cây cảnh. Xin trân trọng là cảm ơn tất cả các anh các chị trên toàn quốc và Hội Yêu Cây Cảnh đã đến để chúc mừng buổi ra mắt và đem đón cây về và ra mắt vườn nhà mới. Xin cảm ơn tất cả. Vâng ạ,
xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều những lời phát biểu vô cùng ngắn gọn đến từ anh đã đại diện cho nhà vườn Hội Tĩnh Vương, đã có những lời chào, những lời cảm ơn gửi đến tất cả quý vị quan khách quý cũng như những người bạn của mình trên khắp mọi miền Tổ quốc ngày hôm nay đã cùng trở về đây để cùng tham dự lễ ra mắt nhà vườn Hội Tĩnh Vương của chúng ta. Và ngay lúc này, thưa quý vị kính mến, không chỉ có sự hiện diện và lòng nhiệt thành của tất cả quý vị đã có mặt để cùng tham dự buổi lễ ngày hôm nay, đồng thời để chúc mừng cho nhà vườn Hội Tĩnh Vương, thì cùng với đó là quý vị đã mang đến đây những lời chúc mừng và cùng với đó là những lãng hoa vô cùng tuyệt vời. Vậy thì ngay bây giờ xin mời các anh hãy tiếp tục nắn lại sân khấu để cùng tiếp tục đón nhận những lãng hoa chúc mừng đến từ các quý vị đại biểu khách.